Một không gian ấm cúng, một nơi để chúng ta có thể trở về sau mỗi ngày làm việc vất vả. Một căn bếp nhỏ xinh với những vật dụng tinh tế để có thể phục vụ cho mỗi bữa ăn ngon hàng ngày. Mỗi con người chúng ta đều cần một nơi chốn đi về sau những ngày làm việc vất vả. Bởi vậy mới nói, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi để trao nhau những yêu thương, vun đắp tình cảm những thành viên trong gia đình. Là nơi những bữa cơm luôn tràn ngập những tiếng cười và sự hạnh phúc. Tỉ mỉ, chăm chút cho từng góc nhỏ của căn nhà, để mỗi không gian đều mang lại sự tinh tế và chất riêng mà không đâu có thể lẫn vào được. Nơi đó thật sự là một tổ ấm mà mỗi con người chúng ta luôn luôn hướng về.